Lâu không biết thua này ngon quá. Lâu lắm rồi không? Mới nhìn giống tôi như nấm bào ngư. Chén này hai lít thì chia ra tính rồi 6 lô với còn cái nhà ta phải xếp đồ đạc rồi mà phải đóng và cái gì lơ lơ hết rồi lơ đơn vị tính còn lâu vẫn xuống đều đều nhớ hên xui hên xui nhưng mà uống cho nó uống lại nó giữ lại rồi đúng rồi không lại uống giữ chứ mà đi ăn bụng uống giữ cái nào đừng lăn lăn hồi chiều lúc mà anh ra anh lấy em cũng quên anh xin lá xá xị gì đó xin nhiều xin lá họ có từng xá xị ấy xá xị cây xá xị kia đưa hửi coi hả phải xá xị không phải thì nó mùi giãn này ký này nè, chị không lấy thì quên kìa. Khép lại nào chủ được khép lại mà. Nếu là dính rồi đó mà nhổ năm mà lâu nhà được. Vậy ra luôn. Nhẹp. Không đi nữa rồi, kêu rồi.
Nghe em chết rồi. Xin chết ha. Nghe nói thôi chứ không biết chắc nha. Ủa không chết. Đồn mấy người nổi tiếng đồn ha. Đồn chết hoài. Cái khúc đó gió lên đây à. Tại này tát. Rồi hôm qua anh thấy vậy rồi cái quán này đây kỳ đó. Vô, nó đó. Mình ăn cái món gì đầu tiên là thấy ngon, có lẽ là cái gì vậy vô hỏi người có 10 người ngang hội tính lần thứ hai ghé các luôn, nó có nghiệm đừng ghé lần thứ hai để giữ cái ấn tượng nó hoài quá nó ngon. Chưa ăn sáng chưa thấy nào giờ thấy hôm nay thấy là thường thường ghé lần thứ nhất cho lên ngon quá là cái gì ghé sao không bằng lần trước. Sao không mà lần trước, cái lần trước nó ngon hơn lúc nào cũng vậy. Ủa ơi, sát con nào đâu phải mình say luôn. Nó níu được không? Đá con lại bây giờ. Ăn chống dịch là ra chống dịch. Ăn có cái kia luôn lão. Có đi chung luôn. Tạ ơn đại không chất màu. Trước kia chở đi học thêm không? Không ai, không biết bị khùng. Con này buồn quá. Nói chủ băng, cái buồn. Có hót không? Kỳ quá. Ai mà đẹp vậy? Ai đẹp? Ừ, biết không? Ừ. Quá. Ăn lên này. Cái chai trong tư được mấy đập. Về đường qua đâu? Tối đó 10 rưỡi tới 11 rưỡi một tiếng hồ đóng. Giờ là mà lên không chạy không kịp luôn. À giờ nó đâu rồi quất. Lên cao tốc đó nha. Vừa cao tốc chạy về. Hôm nay lên thì tôi coi được rồi hả? Tại hôm qua hướng rồi lại hướng coi rút mà.
Em đưa em coi đúng mà, chứ tên nên em coi mà để cho đất chưa có. Có phim gửi gì cho mình vậy? Ông nào cũng ngủ hỏi nè. Ôi kỳ vậy, lạ vậy. Như là ở Tây Ninh không có tư đi quá. Đó, em coi mà em thấy không có chịu. Là như là chịu. Quay. Quay tên về tên chuyển. Quay rồi. Ôi. Nga quấn là theo vàng. Nga quấn theo vàng. Nhưng mà vàng của thằng Mỹ là vô địch. Dự trữ vàng vừa rồi nó thống kê dự trữ vàng của thằng Mỹ là bằng 3 nước còn lại đứng kế đó là cộng lại mới chưa bằng nó. Cái này nó đứng nhất rồi nha. Thứ nhì, thứ ba, thứ tư là 3 thằng đó. Cộng 3 nó lại chưa kịp hấp. Đường vàng dự trữ Mỹ á. Đường vàng dự trữ của Mỹ. Không kỳ thế giới là Triều Tiên quay mà.